Hello mọi người, video này mình hướng dẫn bạn Clam Token BTC Token, Token Clam Minbuy tổng cung là 1 triệu tỷ HODL 800 đã phát sinh 2.200 lượt giao dịch. Bạn nhấp cho mình đường link ở phần mô tả và sao chép cho mình URL này nha. Ok, có được URL bạn quay trở về WeChat Wallet. Trở về WeChat nhấp vào mục Dash. Bạn dán URL lên phần trên này. Nhấn xong để vào. Nhấp chọn giúp mình là BNB Smart Chain. Ok, bạn sẽ claim ở phần claim nha. Những bạn buy thêm thì tham khảo ở phần buy, minh tối thiểu là 0.05. Bạn nhấp vào cho mình claim. Kết nối. Thực hiện giao dịch min là 0.9, bạn nhấp vào chấp thuận. Ok, sau khi thực hiện xong giao dịch, nhấn cho mình dấu X để trở về. Nhấp vào ví của bạn. Nhấp vào Smart Chain. Tiếp tục là địa chỉ vừa gửi. Bạn sao chép cho mình con địa chỉ người nhận nha, chính là địa chỉ con chắc. Ok, có được con chắc rồi, nhấp vào dấu mũi tên để trở ra. Tiếp theo là bên trên góc phải màn hình. Bạn dán con chắc vào. Chọn tự động thêm tiền mã hóa tùy chỉnh. Mạng lưới nhấp chọn cho mình là Smart Chain. Ok, dán địa chỉ con chắc vào địa chỉ hợp đồng và nhấp vào chữ dán nha. BTC token, BTK, sơ thập phân là 18. Bạn nhấp làm xong. Bạn đã nhận được 200 triệu đồng token ha. Mình đã hướng dẫn bạn claim token BTC rồi. Ok, bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở những video sau.